với niềm mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống của dân tộc, quê hương. Chiều ngày 24 tháng 9, thôn 7 xã Vũ Trung đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ dân ca chèo Đình Mão Sơn. Câu lạc bộ dân ca chèo Đình Mão Sơn được thành lập với gần 30 thành viên, là những người có năng khiếu, có khả năng, chung sở thích, cùng tìm hiểu, học hỏi, luyện tập, ca hát các làn điệu dân ca, chèo, hát văn, từ đó lưu giữ và bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, văn nghệ, dân gian truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại lễ ra mắt, các thành viên câu lạc bộ dân ca chèo Đình Mão Sơn đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, được dàn dựng công phu, đầu tư về trang phục, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương.